Thời nay, mỗi lần đăng ảnh lên là chúng ta đều có thói quen Photoshop rồi chỉnh sửa qua 1001 lớp filter cẩn thận rồi mới post. Bởi vì chỉ có như vậy, chúng ta mới tự tin là những khuyết điểm về ngoại hình của bản thân mới được che đi một cách hoàn hảo. Thế nhưng bạn có biết rằng cái thời ngày xưa, cái thời ông bà anh ấy, khi mà công nghệ chụp ảnh chưa phát triển, khi mà người ta cũng chẳng biết Photoshop là cái gì, mọi bức ảnh chụp các bậc phụ huynh trông đã rất gì và này nọ rồi. Phải công nhận rằng, càng nắm hình phụ huynh thời trước, chúng ta càng nhận ra dàn quá gì, quang boy đời đầu là đây chứ đâu. Ở cái thời chẳng có camera 360, 112, Meitu, Soda. Mẹ của cô bạn Võ Tuyết Ngân này vẫn sở hữu nhan sắc đất ngây. Ảnh Võ Tuyết Ngân. Bố mẹ chúng mình ngày xưa trong ai nấy đều tư tán tự nhiên và góc nghiêng thần thánh chẳng kém ai. Ảnh Nguyên Trần. Công nghệ marketing thời ấy cũng làm gì mà thượng thừa được như hiện tại. Cơ mà nhìn đi, ngoại hình của cô dâu chú rể này vẫn siêu nổi bật. Ảnh Tống Chi. Vẻ đẹp chân chất, một mặt của bà nội bạn Khánh Ly. Ảnh Khánh Ly Khánh Ly. Nhìn vị phụ huynh này coi có thua kém gì minh tinh điện ảnh không. Ảnh Quỳnh Như Phan. Nếu thời xưa đã có khái niệm quá gì thì mẹ của cô bạn này chắc chắn là quá gì hàng đầu rồi. Ảnh Bùi Thái Minh Thư. Coi nhan sắc các mẹ chúng ta ngày xưa rạng rỡ mà phát thèm đúng không cả nhà. Ảnh Thuyết Di. Góc nghiêng thần thánh là đây. Ảnh Kiều Giang. Cực phẩm nhan sắc quá ra chẳng ở đâu xa mà chính là bố chúng mình. Ảnh Lê Thu Thủy.